nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Wow wow, và hello, xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Mình là DB Gaming đây. Yeah, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đang hot, đó là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì đang nổi trội, đó là vụ bí ngô bị fit, bung bí ngô bị fit thì rất nhiều anh em đang gọi là ức chế hay là khó chịu khi bí ngô đã bị fit. Thì bung bí ngô là sao? Thì rất nhiều anh em hiện tại là cái bung bí ngô là thì mình cũng biết rồi, nhưng mà mình không có làm video hướng dẫn anh em. Vì sao? Mình không muốn lan rộng ra để anh em, nếu anh em biết, thật ra mình không phải là mình muốn dùng mình đâu, thật ra mình chả dùng đâu, nhưng mà mình không muốn anh em dùng nhiều cái này. Anh em dùng thì có thể âm thầm dùng thôi, truyền tai nhau nghe dùng thôi, chứ không có làm clip để hô hoán anh em sử dụng. Thì bung cái này chả phải là lỗi hack hay là lỗi gì cả, mà do admin đã không lường trước được vụ việc. Thì mình thấy rất nhiều sự kiện ra khi admin đã không có kiểm tra các thứ trước rồi, thì khi trường hợp này xảy ra thì đó là điều nhiên rồi. Đó là khi anh em tạo một nhân vật mới thì mỗi nhân vật trong từng số ngày thì thứ hai thì sẽ được đấy, mỗi ngày sẽ được một viên bí ngô tùy theo từng ngày on. Thì một lick mới lập thì có thể đánh bí ngô, anh em sẽ dùng một lick chính đánh chết một con quái, còn một HP rồi dùng lick mới lập đó đánh một cái là hai cái là sẽ ra một viên bí ngô cho ngày hôm đó. Thì đó là thủ thuật bung bí ngô. Thì mấy hôm nay thì đang hot là admin lại fit lại rồi. Thì tại sao lại fit? Fit là phải có lý do. Thì do một thanh niên, đó là Ben, một thanh niên này đang lổi trên diễn đàn này. Thì lổi từ ngày xưa rồi, không phải lổi bây giờ đâu anh em. Ngày xưa thanh niên này đã lên diễn đàn hô hoán các kiểu để admin fit lại cái tiềm năng hay sức mạnh bản đồ kho báu ấy anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ lướt qua bên diễn đàn cho anh em xem nha. Hiện tại Ngọc Rồng bị đơ rồi đấy. Mình đang định đi ra thử test xem còn bung được không, nhưng mà chắc lại bị đơ rồi. Đây, bên diễn đàn đây thì bên này thì cập nhật thì không có thông báo gì cả. Mình xem cập nhật có thông báo gì không. Trong cập nhật không có gì. Được rồi, mình sẽ vào đây. Ở đây thì không thông báo gì cả, nhưng mà phần ngoài diễn đàn thì rất nhiều anh em đang hô hoán chửi. Đây, làm hẳn bài viết chửi thanh niên Ben luôn. Ok, đâu rồi? Đây, hẳn bài viết tu bích luôn. Thì thanh niên này là đang rất thật lỗi anh em ạ. Xem nào, mình sẽ kéo tìm một cái bài viết có cái nguồn, có hai bài viết cũ cơ. Đây rồi, AD với đây rồi đây. Con gì mẹ. Mình sẽ tìm một cái tu bích có link bài viết của thanh niên Ben cơ. Mà không biết nó ở đâu. Không phải ta, nó ở đâu ta nhỉ? Để xem mình sang trang 2 đi. Mình sẽ sang trang 2 xem nào. Đây, Ben cách đây 2 năm. Đây là một topic của Ben cách đây 2 năm. Thì đây là một cái lên YouTube à. YouTube thì có, hình như trên video trên YouTube là cũng có. Có một cái video trên YouTube nói về thanh niên Ben này. Rồi, mình sẽ tìm một cái bài viết khác đi. Rất nhiều người chửi luôn anh em ạ. Đây, chủ đề về CV Ben đây. Thằng nhiệt xúc này là thằng phá hoại game, không chỉ một mà nhiều lần lo bảo AD fit này fit lọ. Được rồi. Đây rồi, đây là cái link này anh em, để mình copy cái link này nhá. Mình sẽ copy cái link này và tìm kiếm. Được rồi, theo luôn cái link đi. Anh em xem đây. À đây, thanh niên Ben đây anh em. Hắn ta đã trở lại và điểm hình như còn không điểm, đã bị anh em unai rồi.
thì deadline, deadline thì sẽ bị không được 0 điểm ấy, tụt điểm rồi, còn không điểm sẽ không đăng, không đăng được bài viết nữa. Đây thanh niên bên bên đây, fit bí đi ăn ơi, fit như nhặt ngọc xanh chứ bí kiếm dễ quá, lát game thân bên bên. Một bài viết một topic của hắn thôi mà có thể làm được dung chuyển cả ngọc rồng, anh phải lên điều đó. Một topic thôi, khi trước có một topic đó là fit bản đồ kho báu, ngày chỉ đi được mấy lần thôi đấy. AD đã nghe theo thằng này, nghe theo thằng bên bên này, đỉnh cao, mình thấy đỉnh cao. Bên bên trở lại và lợi hại hơn xưa. Chỉ toàn chửi là chửi thôi, không có ai ủng hộ đâu. Thì thật ra cái fit bí ngô này thì nó cũng đúng rồi anh em ạ. Do anh em sử dụng, khi anh em dùng mà em không có anh em dùng mà em không giữ miệng, cứ phô người này phô người kia, thì đơn giản anh em chuyển tay nhau làm gì bung bí hay gì, không phải bung bí mà đó cũng chỉ là thì sự kiện nó thế mà anh em, không phải là mình bung đâu. Nhưng mà do đó là lỗ hổng thôi, lỗ hổng nhỏ của game thôi, thì tiện tay có thể làm bung được, có lẽ là kiếm được nhiều bí ngô chứ không phải là bung. Thì AD đã có nghe theo thanh niên này và đã có fit lại cho anh em, giờ anh em không thể làm là bung được bí nữa rồi, hơi nhỏ tí. Mình cũng tính đầu mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em kiếm bí, nhưng mà mình nghĩ lại rồi, nếu mà mình làm thì sẽ bị rất nhiều anh em nói bảo là xóa, giống như ngày trước mình có rất là nhiều thủ thuật về sự kiện ấy, sự kiện thì mình làm rất nhiều thủ thuật, rất nhiều anh em bảo mình xóa video và sao lại làm video này. Anh em nhớ đến vụ view 6 sao chưa? Đó chỉ là một, đó là một bài học thôi, đơn giản là làm ra một cái video về hack game, phá hoại game, rồi cuối cùng bị AD khóa leak, rồi kêu la than then các kiểu, cuối cùng fan xin làm clip xin lỗi thì mình được thả. Đó thì cũng như Phong DZTV và hai con người đó, thì mình cũng không muốn làm một clip như thế, thì nên ra là mình không ấy. Còn nhiều cái thủ thuật hay thì mình sẽ làm, còn cái bung bí ngô này thì là mình không làm, mình sẽ để cho anh em âm thầm với nhau bung hay là gọi là kiếm thôi, chứ mình không có làm. Thế nhưng cuối cùng là được thanh niên Ben Ben phanh phui sự việc ra thì là đã bị fit quá nhọ cho các bạn. Mấy ngày vừa qua anh em kiếm được nhiều bí ngô không? Mình không biết được nữa tại sao. Thanh niên này đỉnh cao rồi. Bây giờ là fit, bây giờ AD fit rồi thôi, chứ giờ kêu than vãn được cái gì. Nhưng cái gì đã được fit rồi thì không bao giờ có thể sửa lại được, trừ khi nó không hợp lý, và không hợp lý trong game, giống như vụ bản đồ kho báu không hợp lý một tí nào, fit ngày đi 3 lần à, ngày đi không, từ đầu là fit cấp độ, theo cấp độ không thể vào được cấp bao nhiêu cấp bao nhiêu. Nhưng mà rất nhiều anh em lên diễn đàn hô gào thét các kiểu, cuối cùng fit lại là ngày chỉ đi được 3 lần và đi cấp bao nhiêu cũng được, tùy thích. Đó, đó là sức mạnh của cộng đồng, còn cái này thì là sức mạnh của một người, Ben Ben, nhân vật huyền bí. Không biết anh em là chơi server mấy nhỉ? Anh em nào có gặp ở server từ 1 đến 7 thì inbox là chào idol cái, idol ghê quá. Admin chỉ là người thông báo sự kiện thôi, hãy sử dụng một cái đầu thông minh khi còn não. Đầu tiên, những ai đang thắc mắc sắp và chuẩn bị có ý định văng tục chửi thề, ngôn ngữ thiếu lành mạnh hoặc đã kích, vui lòng suy nghĩ kỹ, hoạt động não trước tay tí đi nhé. Tiếp theo, vui lòng đọc kỹ rõ chữ rồi một hộ. Không còn gì đâu. Đây cũng là một cách hay để khi viết bài trên diễn đàn mà không bị lỗi. Thì chụp ảnh thì anh em viết được nhiều từ hơn, còn anh em viết bài thì sẽ bị giới hạn từ. Diễn đàn giả lỗi lắm em ạ, không có như ngày xưa đâu. Thì đó, đây là một video, đó là về thanh niên Ben Ben, một nhân vật huyền bí đỉnh cao của Ngọc Rồng. Và những sự kiện nào mà lỗi hổng cái là thanh niên này nó hô lên cá là fit ngay. Anh em nào thì lần sau mà cứ âm thầm thôi, chứ đừng quay video mà chia sẻ ra dễ bị fit lắm. Ok, video mình sẽ dừng tạm lại đây, và mình chỉ nói qua thôi. Thật ra nói qua cũng là gần 10 phút rồi đấy, không sao. Nếu anh em thấy video hay, để lại cho mình một like và một subscribe, và cũng như comment ở phía dưới là thanh niên Ben Ben này là một nhân vật huyền bí đúng không. Nếu đúng thì hãy comment phía dưới nhá. Và chào tạm biệt, hẹn gặp anh em trong clip sau.